Mọi người ra đất không ạ? Mình lên đường được cái này không ạ? Mình xin mến chào các bạn, mình ghi hình đám mây ở địa phận Tân Biên nha các bạn, gần Ba Ông Mạc. Mày này giống mỏng mưa nha các bạn. Này gần Ba Ông Mạc, thuộc địa phận của huyện Tân Biên nha các bạn. Này giống mỏng mưa. Mày này thì đám này cũ, nó lớn cũ, năng suất nó đạt chắc 3 tấn mấy nha các bạn. Mình chống củ nha các bạn, củ bự không à. Củ bự bự không nha các bạn. Nay mình nhổ xong rồi, lát nữa mình ghi hình xe vô cái mình ghi hình cho các bạn xem. 290 cái đầu vô bóc củ nha các bạn. Đây tiếp tục tới nha các bạn. Bắt đầu ra nha các bạn. Tài xe. Dùng đất này thì khô cứng nha các bạn. Đi đóng ngang nó hơi lắc chút. Ô, bung bẩn rồi Quy ơi. Bung bẩn rồi. Ô. 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 Thợ đóng ngọt thường chính đóng cái bẩn này nữa nè. Đứng chính đóng bao sức luôn. Qua bờ hơi nghiêng nha các bạn, cái đó là đất cái cứng nè. Lót cái mì qua gì từ cán ngủ đó rồi, đất vô đi xe cũng quên nha các bạn, vô đi mọt cũng bên nè. Ngược ánh nắng hơi tối nha các bạn. Xe tiếp tục tới nha các bạn. Đây tiếp tục tới nha các bạn. Thank you.
tới tiếp tục. Khúc thành này mình quay nó hơi ngược ánh nắng nè các bạn, nó hơi bị tối. Đầu chuẩn bị ra đám ngoài ngoài. Này lên đường là đường vào kênh nha các bạn. Đang chuẩn bị lên. Ôi, quá nghiêng rồi, lên được rồi các bạn, an toàn. Mình xin được kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau. Chúc bạn một ngày xem video vui vẻ. Giờ đậu vô kênh dắt thêm nữa nha các bạn, dắt thêm rồi đi.